Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chuyên mục Vì nông nghiệp xanh Tây Nguyên. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung kết nối xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, cũng như việc điều chỉnh sản xuất thanh long, sầu riêng trong nước để tránh dẫn tới tình trạng dư thừa cung cầu làm ảnh hưởng đến nông dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị và bà con, thị trường Trung Quốc được xác định là thị trường lớn nhất của nông sản Việt Nam trong quý 2 nên cần có sự tận dụng để phục hồi xuất khẩu. Trên cơ sở này, tại Hà Nội, các doanh nghiệp đến từ tỉnh Quảng Đông và Vân Nam Trung Quốc và doanh nghiệp Việt Nam đã được kết nối để đi đến những thỏa thuận mới về cung cầu. Các doanh nghiệp Trung Quốc cho biết, trái cây Việt Nam như sầu riêng, măng cụt, thanh long, chanh dây đang được đón nhận tại thị trường nước này. Vì thế, các doanh nghiệp Việt Nam cần có kế hoạch xây dựng các cơ sở đóng gói, phát triển các vùng trồng nguyên liệu đủ lớn và triển khai tiêu thụ trên thương mại điện tử. Chúng tôi đã có những kênh tiêu thụ lớn, phân phối độc quyền tại Trung Quốc, giúp các doanh nghiệp Việt Nam chiếm ưu thế trên thị trường và xây dựng hình ảnh riêng của mình. Mục tiêu của chúng tôi là nhập khẩu từ 1.000 đến 2.000 container một năm cho mỗi loại hoa quả của Việt Nam xuất sang Trung Quốc. Các doanh nghiệp của Trung Quốc cũng cho biết, sản phẩm trà cổ thụ của Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu rất lớn. Đồng thời, Việt Nam có những yếu tố thuận lợi để xây dựng và phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với nông sản này để thu hút khách du lịch từ Trung Quốc. Chúng tôi nhận thấy dịch vụ du lịch tại Việt Nam rất phát triển, giao thông thuận lợi. Với tình hình kinh tế hiện nay, cùng sự kết nối giữa hai bên, chúng tôi hy vọng hình thức du lịch nông nghiệp gắn với lá trà sẽ phát triển mạnh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn khi xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc do năng lực và điều kiện hạn chế. Vì thế, việc kết nối thương mại và giao lưu kinh nghiệm giữa doanh nghiệp hai nước là yếu tố then chốt để xây dựng chuỗi cung ứng nông sản bền vững, tạo thuận lợi cho nông sản Việt xuất khẩu sang Trung Quốc. Chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức các diễn đàn xúc tiến thương mại nông sản giữa doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới, đồng thời kết nối các doanh nghiệp lớn về máy móc công nghiệp để hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Các cơ quan chức năng Việt Nam cũng sẽ làm việc cùng Hải quan tỉnh Vân Nam để sớm triển khai mô hình một cửa, một điểm dừng, nhằm rút ngắn quy trình kiểm định chất lượng nông sản tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Hà Khẩu, thúc đẩy việc thông quan hàng hóa trong thời gian tới. Vì vậy, xúc tiến thương mại sẽ là một trong những nội dung quan trọng được các cơ quan chức năng và doanh nghiệp Việt Nam triển khai mạnh trong quý 2. Riêng với lĩnh vực thủy sản, sự mở cửa trở lại của thị trường Trung Quốc được kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi tích cực về giá trị. Vấn đề là cơ cấu sản phẩm cần có sự thay đổi để bù cho các sản phẩm truyền thống như cá tra, tôm. Các mặt hàng hải sản thì sẽ có những cái tín hiệu tích cực hơn so với cả tôm và cá tra, nhưng chủ yếu thì lại tập trung vào cái phân khúc mà gia công và chế biến xuất khẩu lại các nước từ cái nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Trong đó thì có những cái ngành hàng mà có những cái xu hướng thay đổi rất rõ rệt trong năm nay. Đó là những cái mặt hàng cho các cái phân khúc của các cái siêu thị châu Á tại các nước. Ví dụ như là nước mắm này, như là chả cá surimi này, những cái loài cá nhỏ. Sau khi mà Trung Quốc mở cửa trở lại thì đây là một thị trường rất lớn. Và hiện nay các doanh nghiệp của bạn cũng đã có nhu cầu trao đổi với các doanh nghiệp Việt Nam. Thì chúng tôi đang có các chương trình để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Việt Nam kết hợp với doanh nghiệp của phía bạn để chúng ta trao đổi hợp đồng để thúc đẩy nhất là cái thủy sản. Sau cái đại dịch đó, thì vấn đề sức cạnh tranh giữa các nước mà có chung sản phẩm rất là tăng cao. Cho nên đòi hỏi các doanh nghiệp phải là có sự liên kết với các cái vùng trồng để xây dựng những cái sản phẩm đạt chuẩn mà nó giảm chi phí. Quý 2 được dự báo khả quan hơn khi những tín hiệu tốt đối với nông sản Việt đã quay trở lại tại một số thị trường truyền thống lớn như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU. Đặc biệt là sức mua của thị trường Trung Quốc sau khi đã mở cửa trở lại. Ngành thủy sản đặt mục tiêu đạt hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ trong quý 2, vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, nhưng là con số thể hiện những nỗ lực trong bối cảnh khó khăn. Cùng với việc tăng cường xúc tiến thương mại, nông dân cũng như doanh nghiệp trồng thanh long, sầu riêng
cũng phải điều chỉnh sản xuất trước cảnh báo dư thừa nguồn cung và sức ép cạnh tranh với các nước khác. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để giảm bớt áp lực dư thừa sản lượng nông sản. Bởi kể từ tháng 3 đến tháng 9, Trung Quốc sẽ vào vụ thanh long, trong khi đây là thị trường tiêu thụ chính của thanh long Việt Nam. Ngày nào, làm việc gì, ông Thạch cũng ghi chép lại trong sổ nhật ký. Thói quen này mang lại cho ông nhiều khoản lợi. Đầu tiên là nắm chắc chi phí đầu tư, và quan trọng hơn là kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên trái thanh long. Mà có kiểm soát được thì mới tính tới chuyện xuất khẩu mặt hàng trái cây này. Cái lô hàng của mình xuất đi là mình có chứng từ truy xuất trong nhật ký, lô nào mình làm gì là mình biết. Còn nếu mà mình không ghi nhật ký là mai mốt mình quên hết, mình không có biết đâu. Ông Thạch là nông dân cốt cán của hợp tác xã Thanh Long Sạch Hòa Lệ ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Hợp tác xã này đã gắn kết những nông dân trong vùng để cùng thống nhất là không chỉ theo diện tích, sản lượng mà tập trung vào chất lượng thanh long. Vậy là nông dân dần chuyên nghiệp hơn, áp dụng quy trình canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap. Cùng với đó là thực hiện mã vùng trồng. Hợp tác xã đứng ra bao tiêu thanh long như là cách để giữ nông dân tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng. Là phải giữ cái uy tín, rồi tạo uy tín với lại các công ty xuất khẩu, thì họ mới từ từ nó phát triển lên. Những cái bác nông dân cũng nhận định là vấn đề đó, tham gia vào một cái chuỗi thì lúc nào cũng nó cũng có lợi thế hơn là mình sản xuất riêng lẻ. Đến lúc này, trong hơn 27.000 hectare thanh long ở Bình Thuận, đã có hơn 10.000 hectare thanh long được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gap. Hiện cả tỉnh Bình Thuận đã có hơn 600 mã số vùng trồng thanh long và hơn 300 cơ sở đóng gói được phê duyệt mã số. Phổ biến tuyên truyền bà con nông dân sản xuất thanh long là đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như là kiểm soát được cái mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và tiến tới là xây dựng các mã số vùng trồng cũng như là các mã số cơ sở đóng gói thì đáp ứng với cái yêu cầu của các nước nhập khẩu. Mỗi năm sản lượng thanh long ở Bình Thuận khoảng 600.000 tấn, 20% sản lượng được tiêu thụ ở thị trường nội địa và có tới 80% xuất khẩu sang Trung Quốc theo phương thức mua bán biên mậu với thương nhân Trung Quốc. Vì vậy, điều chỉnh sản xuất ở vùng thanh long Bình Thuận vẫn là không mở rộng diện tích mà tập trung đầu tư theo hướng đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các thị trường. Đây là việc không dễ, nhưng khi đã gắn kết giữa nông dân với các hợp tác xã, các doanh nghiệp thu mua với sự hướng dẫn, giám sát của cơ quan quản lý, thì việc điều chỉnh sản xuất là hoàn toàn có thể làm được. Trong số các quốc gia xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, Việt Nam có lợi thế về vận chuyển đồng bộ hơn cả. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ thay đổi khi Trung Quốc dần hiện thực hóa tham vọng làm chủ nguồn cung với việc trồng thử nghiệm sầu riêng tại khu vực phía nam nước này và một phần diện tích tại Lào. Thêm vào đó, tuyến tàu cao tốc Thái Lan, Lào, Trung Quốc đi vào hoạt động càng làm cho việc vận chuyển hàng hóa giữa ba quốc gia này thuận lợi hơn. Vì vậy, sầu riêng Việt Nam phải đối mặt với nhiều bất lợi trong cạnh tranh xuất khẩu. Hiện tổng diện tích sầu riêng của cả nước khoảng 110.000 hecta, vượt khoảng 35.000 hecta so với định hướng. Trong khi đó, diện tích được cấp mã số vùng trồng chiếm chưa đến 5%. Nguy cơ mất kiểm soát thị trường, thiếu đồng bộ về kỹ thuật và chất lượng đang hiện rõ hơn bao giờ hết. Cho tới bây giờ thì chúng ta vẫn chưa làm chủ được về kỹ thuật, về trồng và chăm sóc sầu riêng. Thứ hai nữa là cái vấn đề mà chế biến bảo quản á, thì nói chung là hiện tại là chúng ta vẫn chưa đủ cái cơ sở hạ tầng. Và thứ ba nữa là cái vấn đề rủi ro về thị trường. Thì hiện tại là chúng ta mới phụ thuộc vào cái thị trường chủ yếu là của Trung Quốc. Thành ra là nếu mà hiện tại mà chúng ta phát triển ồ ạt, phát triển nóng với một cái mức tăng mà nhanh chóng ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều vấn đề. Theo dự báo của các chuyên gia, quy mô thị trường trái sầu riêng toàn cầu có những dấu hiệu tích cực, ước đạt 28,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Tốc độ tăng trưởng bình quân là 7,2%. Sự tăng trưởng này đến từ các quốc gia có cộng đồng người châu Á sinh sống, chứ không chỉ riêng thị trường Trung Quốc. Vì vậy, sầu riêng Việt Nam cần có chiến lược đột phá về sản xuất, chế biến, công nghệ, thị trường để mở ra cánh cửa xuất khẩu đa quốc gia. Hãy xây dựng một cái khu xuất khẩu, một cái cửa khẩu hoàn thiện toàn bộ cái quy trình xuất khẩu tại vùng Đắk Lắk cho vùng lõi của Tây Nguyên. Ví dụ như là chúng ta đã có hải quan ở đây, vậy thì chúng ta phải đặt cái cơ quan kiểm dịch ở đây để hoàn thiện niêm phong hàng hóa đây và khi đủ điều kiện xuất đi ra đến cửa khẩu đến cả chỉ làm thủ tục xuất cảnh thôi. Cũng theo các doanh nghiệp,
Hiện nay giá sầu riêng khá cao nên tỷ lệ người dân Việt Nam sử dụng sản phẩm này chưa nhiều. Nếu giải quyết được các bài toán về chi phí sản xuất, logistics để hạ giá thành sản phẩm sầu riêng trong nước, có thể biến thị trường nội địa thành thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Vì Nông nghiệp Xanh Tây Nguyên cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.